chào các bạn. Để những cây hoa phong lan luôn có được nhiều hoa, những bông hoa luôn tươi đẹp và rực rỡ, cây cần phải phát triển xanh tốt, khỏe mạnh. Những chiếc rễ đóng vai trò rất quan trọng. Hôm nay tôi chia sẻ một cách làm rất đơn giản và dễ để những cây hoa lan đã bị khô héo với những chiếc rễ đã bị hư, cây sẽ được tươi tốt và được hồi sinh, bộ rễ khỏe mạnh hơn. Khi các bạn phát hiện một cây hoa lan đã bị khô héo và rễ đã bị hư, việc cần làm là chúng ta sẽ không tưới nước cho những cây hoa lan này, vì sẽ tạo điều kiện cho vi khuẩn và nấm phát triển rất nhanh. Những chiếc rễ đã bị hư và đã bị khô rất nhiều. Hãy cắt bỏ tất cả những rễ này. Sau đó các bạn sẽ gỡ bỏ những chiếc lá này ra khỏi cây. Sau đó hãy rửa cho thật sạch. Với những cây hoa lan khi phục hồi, các bạn cần phải rửa sạch thì việc phục hồi được nhanh chóng và dễ dàng hơn. Các bạn sử dụng khăn sạch và lau khô lại. Khi những chiếc lá được làm sạch, nó cũng sẽ giúp cho cây tăng cường phục hồi được nhanh và dễ dàng hơn. Các bạn sử dụng gạo có chứa nhiều vitamin B và chứa nhiều khoáng chất, dùng 3 thìa. Cho vào 1 lít nước. Các bạn hãy sử dụng bột nghệ có tính kháng khuẩn và khử trùng. Dùng 1 thìa nhỏ. Gạo là chất hữu cơ giúp cho hoa lan phát triển hoa và rễ rất nhanh. Các bạn cho nước gạo vào đây. Hãy để trong 4 giờ.
sau 4 giờ các bạn sẽ lọc bỏ cặn. Các bạn sử dụng nước này, chúng ta sẽ lau lá lại một lần nữa. Nó sẽ giúp cho những chiếc lá này khi phục hồi, cây sẽ không bị nấm, các loại côn trùng. Những chiếc lá sẽ được bổ sung nhiều dưỡng chất, phục hồi rất nhanh. Có sự hỗ trợ của nước gạo sẽ cung cấp vitamin nhóm B, cây sẽ phục hồi bền vững hơn. Các bạn cho nước này vào đây. Và hãy để trong 25 phút. Những chiếc rễ sẽ được bảo vệ. Rễ mới sẽ được phục hồi, phát triển rất nhanh. Sử dụng phần nước còn lại này, các bạn sẽ chăm sóc cho những cây hoa lan sau khi đã phục hồi thành công. Hãy áp dụng 14 ngày một lần. Những cây hoa lan sẽ được phục hồi với những chiếc lá xanh, cứng cáp. Những chiếc lá non phát triển rất tốt. Các loại côn trùng như là nhện, bọ trị, điệp sáp, cây sẽ luôn được bảo vệ, phát triển rất tốt. Và nó cũng sẽ giúp cho rễ phát triển được nhanh hơn. Sau đó các bạn lấy cây hoa lan ra và chúng ta sẽ để cây ở nơi mát thêm một ngày nữa. Sau một ngày, khi những chiếc rễ này đã khô lại, là điều kiện rất tốt để các bạn phục hồi cây rất nhanh và dễ dàng. Các bạn hãy đặt tất cả những chiếc rễ vào ly nhựa như thế này. Cho nước vào. Chỉ một phần rễ tiếp xúc với nước. Khi nước ít, các bạn hãy bổ sung thêm. Nước bị bẩn, hãy thay bằng nước khác. Thường xuyên kiểm tra để cắt bỏ rễ hư. Dùng nước phun sương hỗ trợ giữ ẩm cho lá 3 ngày một lần, để những chiếc lá này sẽ không bị héo rũ trong quá trình phục hồi cây. Hãy đặt ở những nơi có ánh sáng và thoáng mát. Với cách làm đơn giản này, hoa lan sẽ phục hồi lá rất xanh, chiếc lá non phát triển rất nhanh. Sau 2 tháng, cây hoa lan đã được phục hồi rất tốt, rễ phát triển rất nhanh. Rễ rất khỏe mạnh. Với cách làm này, thank you.
khi có những chiếc rễ bị hư trong quá trình phục hồi. Các bạn hãy cắt bỏ. Mình có chia sẻ nhiều cách, các bạn có thể xem và lựa chọn những cách làm nào phù hợp và đơn giản nhất. Và chúng ta sẽ bỏ nước này. Hãy tiếp tục đặt vào đây. Thay nước cho chậu cây. Hãy chờ cho những chiếc rễ này dài, phát triển được tốt hơn. Các bạn sẽ trồng vào chậu, giúp cây phát triển nhanh hơn. Với cách làm này, khi chúng ta thay chậu và trồng lại, thì những chiếc lá sẽ rất nhanh được cứng cáp, khỏe mạnh. Cây hồi sinh được rễ khỏe mạnh hơn. Đừng quên like, chia sẻ, đăng ký kênh và nhấn chuông để tiện theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn luôn thành công.